Chào mừng tất cả quý vị anh chị bà con quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Giá rẻ. Số điện thoại 0326062789. Nói chung là xe cộ thì nó nhiều lắm, nhiều người bán, nhiều người mua, nhưng mà không biết là mình có duyên với nhau không. Anh em nào đi qua để lại cho Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy là niềm vui hân hoan chứ anh em ạ. Mà nó cũng là có công dụng đấy. Khi anh em mà comment nhiều, chia sẻ nhiều hoặc là like nhiều thì nó sẽ đề xuất kênh của mình lên nhiều hơn. Khả Năng rất mong muốn quý khán giả anh em ủng hộ thời gian lâu dài rồi. Anh em đi qua anh em để lại một tương tác, Khả Năng chân thành cảm ơn. Hôm nay Khả Năng có về mẫu xe Xpander. Nói thật các bác là Xpander giờ này rất là đắt. Nó đắt lắm, nó không như cái dòng xe khác vì nó rất là thông dụng và phù hợp chạy dịch vụ. Đấy, một chiếc xe đời 2019 đi được 1,5 vạn xịn các bạn. Một chân xe anh em mình nói thật khó 6 vạn xịn. Động cơ 1.5 anh em mình khó có thể tin vì nó là dòng xe mà có thể chạy dịch vụ, nhưng mà đây là một xe tư nhân chính chủ zin cả xe 6 vạn xịn nhé, nhập khẩu Indonesia. Vì cái dòng này anh em mình chạy 1 năm thì anh quanh khoảng tầm 4-6 vạn là chuyện bình thường, người ta chạy dịch vụ mà kiếm tiền bây giờ. Nhưng mà cái xe này đi rất là ít nên là anh em là nhìn xe form xe này anh em đoán được chất xe. Và chiếc xe này anh em mình trả góp thì trả trước khoảng tầm 150 anh em nhé, 150 còn nợ lại ngân hàng được. Nên quý vị anh chị bà con nào anh em mình quan tâm, giá trả thẳng thì anh quanh 459 nhé. Bao vào tên cho bà con có bác anh chị luôn. 459 bao vào tên. Chính xác là 498 đấy nhưng mà thôi để 49 thôi. Các bác ơi, lùi một tí cho khách hàng Khả Năng Ô Tô nhé. Các bác quan tâm được anh em mình đến cửa hàng. Còn dòng này rất là đắt, anh em mình có người bán Xpander hoa tiêu cho Khả Năng Ô Tô nhé. Em giả giá rất là cao. Em mua cao lắm vì xe phải đẹp cơ. Nếu mà xe lỗi thì nó có giá rất là rẻ, xe lỗi thì rất là rẻ, nó rẻ hơn rất là nhiều so với chiếc xe này. Đấy, đây là mẫu xe đời 2019. 19 là nó chỉ có hai bản thôi, là một bản số sàn và một bản số tự động. Thì đây là bản số tự động các bác nhé. Nhập khẩu từ Indonesia về, có đèn lồ start top, túi khí, cruise control. Mẫu xe này đời 2019 mang nước sơn màu trắng, keo chỉ thân vỏ là zin hết. Bảo hành đâm đụng ẩm nước cho bà con các anh chị luôn, nên bà con cứ an tâm. Về chất lượng xe cộ thì phải đảm bảo cho bà con được 3 tiêu chí này: không tai nạn, không đâm đụng, không ẩm nước. Máy số zin. Đấy, thân vỏ zin vì đời nó rất là cao chứ không phải là xe đời thấp. Và cái chất lượng xe nó phải là khoảng tầm đến 95% trở lên. Xe cũ thì nó mới mượt được. Có những chiếc thì nó chỉ là người ta bán anh quanh khoảng tầm 4.6 thôi, 4.5 thôi thì anh em chấp nhận người ta chạy nhiều hơn hoặc là chạy khoảng tầm 20-30 vạn là chuyện bình thường, 20 vạn là chuyện bình thường các bác nhé. Nhiều trước anh em đi mua thì đến xem mua nhé, người ta đòi em ví dụ như 480 triệu, em đến em mua con này 470 triệu nhé. Nhưng 465 triệu không mua được vì người ta chạy 30 vạn rồi. Có những khách, có những xe người ta chạy 30 vạn luôn các bác nhé. Đấy, nên là anh em mình nói chung là cứ phải lựa xe nào thì nó vào xe đấy, giá cả thì nó có giá chung rồi. Đấy, những con xe nội thất nó đẹp như mới này, trần nỉ nguyên bản, ghế nỉ nguyên bản, đi 6 vạn xịn như này thì anh em mình sẽ phải cân đối thêm một chút thì giá cả nó sẽ nó đẹp hơn, nó tốt hơn một tí thì anh em mới vào việc với nhau được. Và mẫu này thì em có hỗ trợ làm trả góp cho anh em với mức xăng năm quanh quanh có 5.4 thôi trên 100 km, 6.2 kết hợp, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù là số tự động nhưng mà động cơ chỉ 1.5. dòng này thì đi anh em leo đồi leo núi không khỏe bằng Innova đâu, nhưng mà chất lượng xe cộ thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những xe đời cũ hơn mà cùng phân khúc cùng giá tiền. Ví dụ như anh em mình mua chiếc này nó anh quanh còn là 500 triệu thì anh em mua Innova anh em chỉ mua được số sàn thôi, số sàn đời 2019 thôi chưa chắc đã mua được cơ. Nên là anh em mình có thể cân đối nhé. Keo chỉ nó zin cả xe, toàn bộ xe là bao test hãng cho bà con được vì nó đẹp. Đấy, nó zin. Ghế da thì thực ra này ngồi ghế nỉ nguyên bản này, chẳng qua người ta chưa bọc thôi, chứ nỉ này thì ngồi nóng đít chứ làm gì đâu. Anh em mình bọc vào bộ ghế da con này hết khoảng tầm 2.5 triệu. Da công nghiệp, da đẹp thì 5 triệu anh em ạ. Anh em mình bọc theo kiểu gì anh em bọc. Đồng hồ thì 60.000 km, nói chung là chuẩn đấy, chưa có tua đồng hồ đâu. Thì thế anh em mua xe về báo thế, bây giờ anh em mình phải biết thế chứ giờ không thể tin ai được. Nên là anh em mình cứ xem chất xe nó còn đẹp còn ok là anh em mình chơi. Thực ra cái đời xe 2019 2020 này anh em cứ đi khoảng 10 năm nữa. Em thề quý vị anh chị luôn, nếu anh em mình chú ý dầu lước nhá, 10 năm nữa không phải suy nghĩ. Ông nào chạy dịch vụ là 5 năm nữa. Dịch vụ thì anh em cứ phải đi khoảng 10 năm. Còn xe gia đình đi khoảng 15 năm thì mới hỏng được cái dòng Mitsubishi thương hiệu của Nhật Bản cơ mà các bác ơi. Máy zin từ mặt thằn cò này. Keo chỉ thân vỏ nó zin hết mà, không lỗi gì cả. Đây anh em nhìn này, cụm phanh ABS này, tai đèn này. À, ốc cabo chưa hạ nhá. Cũng như là cái keo chỉ mặt máy này, mọi thứ là nguyên zin hết, toàn bộ là nguyên zin, bảo hành tất hãng. Không có gì phải ngại cả. Đấy, máy móc tầm bệ là chắc chắn rồi, đẹp. Dòng này thì nó có những năm là nó đầu tiên thì nó nhập Indonesia, sau đó 2020 nó lại sản xuất tại Việt Nam, sau đó 2022 nó lại nhập Indonesia về. Đấy. Nên là quý vị anh chị nào anh em mình quan tâm thì nhập phê Việt thì cũng đều là dây chuyền của người ta hết các nhé. Dây chuyền người ta lắp ráp ráp vào ở đâu thôi. Lắp ráp bên nước ngoài thì gọi là nhập, lắp ráp ở Việt Nam thì gọi là thương hiệu Việt Nam thôi chứ thực ra là nó là chung một dây chuyền hết, nó chuyển nhà máy sang chứ có cái gì đâu.
Nhiều anh em cứ nghĩ là nhập nó sẽ tốt hơn, nhưng mà nhập những cái đời thực sự là đời 2014 trở xuống là nhập sẽ tốt hơn các bác nhé. Đấy, có những chiếc xe nhập sẽ tốt hơn. Còn bên trên thì đời cao lên thì có nhập thì nó lại có những cái bản xe giới hạn. Ví dụ như anh em mình mua Camry nhập nước ngoài mới có, ở Việt Nam không có. Ừ thì bản giới hạn đấy nó sẽ chất hơn, đẹp hơn. Nhưng mà cái đồ đạc phụ tùng thay thế sửa chữa thì anh em lại phải nhập về. Đấy, nên là đôi khi là anh em mình chưa hiểu hết về cái vấn đề nhập đâu. Nên là con này nhập cũng được và không nhập cũng được vì nó quá thông dụng rồi. Nó thông dụng đến mức độ mà rất nhiều người quan tâm và biết đến các nhé. Xpander nó hot nhất từ năm 2019 này, hot cực hot này. Ra con nào hết con đấy, mà bây giờ đến thời điểm bây giờ đời 2022, 2023 anh em mình vẫn phải đặt hàng mới có các bác nhé, chứ không có sẵn đâu. Giao xe ngay đây, ngày xưa gần Tết bây giờ nó đắt rồi, mọi thứ nó đều lên giá hết các bác nhé. Đây này, cam hành trình này cùng với màn hình này. Cứ xe đẹp loại này em cứ nhận anh em khoảng tầm 465 triệu, về bán lấy 488 là thu về 458 là lãi khoảng 15 triệu các bác nhé. Khả năng ô tô nói là nè. Cứ xe đẹp em alo cho em 460 triệu, 5 triệu tiền lương là 465 triệu. Về không phải làm gì nhá. Còn con xe về mà sơn quê cả xe đi, bọc ghế ra rồi đi làm rô twin, đi nửa máy, đi đoạn nội thất, tất cả mọi thứ hết khoảng 15 triệu thì anh em phải trừ 15 triệu đi là 450. Về làm hết 15 triệu là 465 triệu là mua được. Ừ. Anh em nào cứ alo cho em đến tận nhà em live stream cho các bác xem mua bao tiền, chính chủ luôn, không có ngại gì cả. Càng rẻ càng tốt nhưng mà nó phải hợp lý giá thì người ta mới bán, chứ không phải là cứ đến mua rồi mua rẻ ở đâu ra mà rẻ, đúng không? Xe người ta đẹp này ông chê em sao được. Những con xe đẹp như này không thể chê được luôn. Đấy. Hôm vừa rồi em mua con Xpander 2022 còn mua 510 mấy triệu, 518 triệu. Mặc dù mới nó có 618 triệu nhưng vẫn mua 518 về bán 550 bao vào tên ấy. Mà 555 triệu bao vào tên. Đấy. Không dám nói sai nửa lời luôn. Nên là bọn em mua xe cao lắm, bao vào tên thì được bao tiền thôi mà. Bao vào tên mất 15-17 triệu rồi. Còn lại chi phí đi lại sửa chữa dọn dẹp nữa nên quanh khoảng 20 triệu. Thế bây giờ mua 518 thì anh em tính khoảng 538 rồi, được 17 triệu còn trừ đi tiền công nhân viên đi làm nữa. Đấy các bác tính được lãi con xe 500 triệu lãi được khoảng 13 đến 15 triệu thì nói thật với các bác là quá bèo. Nhưng mà nhiều anh em không hiểu đâu. Cứ nghĩ là tin gì mồm chúng mày. Đấy. Thôi thực tế nó có thế đấy anh em ạ. Nó phũ phàng tí nhưng mà nó thực tế thì em cứ kể đấy anh em tin thì thôi. Giờ chấp nhận nhưng làm sao được. Ai bắt các bác tin được đúng không? Nhưng mà cửa hàng em thì rất nhiều xe thì các bác phải nên tin vì em nhiều xe kinh khủng luôn. Xe cỏ thì em nhiều lắm. Các bác nhìn này. Đấy, bãi nhà em đây. Nói chung là bán mấy hôm nay bán cũng vậy rồi đấy. Bán ác luôn. Em nói thật các bác, em bán kinh khủng luôn vì khách hàng đông, ủng hộ đông. Cũng rất mong làm sao mà giữ được khách hàng. Mà muốn giữ được khách hàng thì cứ phải chuẩn chỉ các bạn. Đây con này mặt máy zin hết. Theo chỉ zin hết, mặt máy zin hết. Máy nổ thì chắc không nghe tiếng động luôn rồi các bạn. Zin toàn bộ luôn. Đấy, các bác an tâm nhé. Mua con này thì trả góp được. Trả trước 150. Nợ lại khoảng tầm 350. 350 thì mỗi tháng anh em giả 5 triệu. 5 triệu gốc khoảng tầm 3 triệu rưỡi tiền lãi là 8 9 triệu một tháng. Nếu anh em mình đăng ký giả 5 triệu thì nó thời gian nó dài ra thôi. Còn nếu anh em đăng ký thả 10 triệu thời gian nó ngắn đi. Đấy thì anh em mình cân đối. Dòng này anh em về chạy taxi nó thật với các bác nhé, vừa tiết kiệm vừa đẹp, vừa rộng rãi. Bây giờ người ta gọi 7 chỗ đi xa là nhiều rồi, 4 chỗ người ta không gọi đâu. Nên là anh em mình mua thì ít nhất phải mua Vios hoặc là Accent form mới kìa, đời cao cao lên một tí. Tất nhiên là form cũ vẫn chạy được nhưng con Soloto Mitsubishi này vẫn chạy được. Nhưng nó không ngon bằng con này được, con này nó sẽ đông khách hơn rất là nhiều. Và hoặc là ví dụ như 10 con xe 4 chỗ nhưng mà chỉ có một con xe 7 chỗ thôi thì lúc đấy nhá, anh em mình sẽ được gọi, ưu tiên gọi nhiều và anh em người ta sẽ giới thiệu khách cho mình. Và chỉ cần một vài tháng thôi là khách của mình sẽ quen xe. Và cứ 7 chỗ là sẽ auto gọi mình, anh em mình sẽ đông khách hơn mấy anh em 4 chỗ các bác nhé. 4 chỗ thì người ta có thể gọi 10 người, nhưng mà 7 chỗ anh em chỉ gọi 3 4 người thôi. Chính vì thế nên là người ta sẽ đi đâu xa người ta sẽ gọi 7 chỗ, không ai gọi 4 chỗ đâu rồi. Anh em mình chạy dịch vụ, em khuyên các bác lên lấy Xpander hoặc là Innova cho nó rộng rãi các bác nhé. Đấy, Karen cũng được. Đấy, cứ 7 chỗ anh em mình giá. Tất nhiên là tùy theo giá tiền rồi, tùy theo kinh tế của anh em. Ông chơi bài cờ bạc rượu chè, đánh đập vợ con, ông đến ông vay ông mua vài hôm ông lại cờ bạc ông cắm thì ông mua làm cái gì? Tốt nhất là ông đừng mua. Đấy, nói thật, khách hàng của em đến rồi xem mua bảo ông có ngoan không, em còn hỏi khách là em có ngoan không. Nếu em ngoan thì anh bán cho em, chứ còn em mà hư thì thôi, em đừng làm khổ gia đình em. Nói thật, mấy ông choai choai mà kiểu như là tài xỉu đánh suốt ngày, xong bắt đầu mua con xe về chạy ăn chỉ cầm điện thoại thôi, cài em mua mấy con xe nhá, còn cài luôn cái phần mềm tài xỉu ở trên cái màn hình kia, các bác biết như nào rồi, gì bảo sao bán xe ngay. Nên quý vị anh chị nhá, anh em mình cân đối được thì alo cho Khả Năng Ô Tô. Khả Năng chân thành cảm ơn, người thật việc thật. Có nào nói thế anh em thông cảm, động chạm đến nay anh em cũng thông cảm. Ông nào chơi bời thì bỏ đi, ông nào mà làm ăn thì cố gắng lên, sẽ có thành công hết các bạn. Em chưa có gì cả, em khuyên các bác thế, không biết các bác còn mắng em không. Khả Năng Ô Tô chân thành cảm ơn, xin chào mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào, gặp lại.